Em xin chào tất cả anh em chơi radio cassette trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu đến anh em con đài Sony. Con này có model là VK80 anh em nhé. Một con đài được ship eBay từ Nhật Bản về, nhưng mà em bán giá thanh lý cho anh em thôi, 1.600.000 đồng. Thanh lý là vì cái cửa, hai cửa cassette này thì cửa A này là không chạy anh em nhé. Chỉ chạy mình cửa B này và radio thì bắt ra con này thì rất nét, cả AM cả FM này. Đấy, chỉ có duy nhất là chạy mọi cửa B thôi, còn cửa A này là bỏ lại không chạy này. Cho nên anh em lưu ý nhá, lưu ý là em bán thanh lý là 1.600.000 đồng nhá. Là cửa B này không ta à, cửa A không chạy thì chạy mình cửa B này. Thì ở đây em sẽ test luôn cho anh em nghe này, và chất âm của nó thì rất hay. Cận cảnh nhé, giá chỉ bằng một con radio cỏ nhà anh em nhé. Vừa có nghe được băng, vừa nghe được radio. Con này giá thị trường của nó nếu như chạy hoàn hảo cả hai cửa là những 2.8 cây em nhé. Đấy là giá thị trường. Còn con này thì lỗi một cửa thì em bán thanh lý cho anh em, xi mạ đang rất đẹp nhé. Con này em mới vệ sinh sơ thôi, chưa vệ sinh kỹ. Mới vệ sinh sơ thôi nhá, nhưng mà rất đẹp, xi mạ rất đẹp, đằng sau này rất đẹp. Các bác có nhìn thấy cái nhựa của nó đỏ không? Rất đẹp nhá. Em đây là em mới vệ sinh, mới lau qua thôi chứ em chưa lau kỹ nhá. Các bác về chịu khó lau lại cho em nhá. Đấy. Những lần máy hình thức bên ngoài quá ok. Chế hẹn thương bắt đêm dẫn anh. Chưa gần để cho anh em xem này. Vì mà loa rất đẹp nhá. Anh phải chờ đợi tất cả nguyên zin anh em nhá, em không sửa bất kỳ một cái gì hết. Đấy, chỉ thay đây loa thôi. Cửa A không chạy. Đấy, bán thanh lý với giá là 1.600.000 đồng. Anh em lưu ý là em đã bán giá thanh lý rồi nên không mặc cả nhá. Đấy, em đã bán giá thanh lý rồi. Con này giá thị trường anh em họ đang bán những 2.800.000 đồng. Anh có chờ. Nhưng em bán thanh lý chỉ chạy một cửa. Các bác nghe vẫn nghe ok, chả ảnh hưởng gì nhá. Cửa A đây là không chạy, auto là vượt nhưng mà không chạy nhá. Đấy, cửa B đang hát bình thường, rất ok, mềm mại. Đấy, auto ship tốt. Bao nhiêu lời ước thề, nguyện cầu hai đứa đừng xa. Dù lời cay đắng từ ly những lần về qua, con đường mình vẫn hẹn ngày xưa. Bước phần nhôm của máy đây là rất đẹp anh em nhé, nhôm này nghe lòng xi mạ loài rất đẹp. Jack tua này. Đấy, cờ rất êm ái và mượt mà nha. Tua trái, tua phải. Nãy tua phải giờ tua trái này. Đấy, mở lại này. Cái mặt phần trên của máy là rất đẹp nhá. Con này em rất tiếc, con máy này em rất, thực ra là mất một cửa không chạy là em rất tiếc, em bán lỗ vốn nên em rất tiếc luôn, vì máy đang còn rất đẹp.
bằng một giá một con radio, chỉ bằng tiền một con giá một con radio cỏ ấy. Nhưng mà các bác cũng có thể chơi được cả băng cả radio, trong khi nó lại là màu đỏ rất đẹp. Thì nhanh tay gọi cho em hoặc các bạn Zalo theo số điện thoại 0867029505. Em ship hàng toàn quốc nha. Những lần về qua con đường mình vẫn hẹn ngày xưa, bước vội thật nhanh. Em chuyển sang mic radio này. Bạn bè xa gần treo phố nhịp hoa cũng đo đưa, trong sóng gợi muốn vâng thơ. Đường tình người sẵn lo hồng định, lời yêu thương từ quê ta Hà Tĩnh. Các em bắt tất cả các kênh em nha, đây là mai em này. Và tất cả các kênh của đài truyền hình đã đang và sẽ được trình để mà thông qua đấy, cộng thêm những cái yêu cầu liên quan tới vấn đề các cái văn bản dưới luật cần phải được gấp rút triển khai, gọi là xây dựng và hoàn thiện sớm đấy, để ra cùng lúc đấy. Rồi cộng thêm cái việc mà đốc thúc các cái địa phương trong phạm vi của mình là phải 1.600.000 đồng nhiệm vụ thành lý, hành cái sứ mệnh phân cấp của mình trong quản lý bất động sản đấy, thì rõ ràng là môi trường thể chế sẽ có một cái sự tích cực hơn. Hoặc cái bạn Zalo cho số nói một cách cụ thể ngôn ngữ của những cái ba là hệ sinh thái bất động sản lành mạnh, tin cậy, cởi mở. Các bác lưu ý, chúng tôi tin rằng nếu làm tốt chắc chắn đây sẽ là một trong những cơ hội để mở ra cái thể chế này. Thứ hai là nghị quyết 33 cũng đã tập trung vào tháo gỡ những khó khăn về phần dầu lăng. 1. Bước ngoài đỉnh nói sự việc kết sắp lần biện pháp giảng bày đảm bảo đây là kênh của Thanh Hóa. Cấp thứ hám bày là kênh của Thanh Hóa nhá, là kênh dân tộc trời hơi đỉnh nói mì tiếng mừng khẩu xong với khẩn chủ đá cái đỉnh nói sự việc mà mê chủ do ngần chèn con đo ngâm nghi chưa một thịt không. Đây là phần FM này, phần IM này. Phải ở chỗ là đã nhìn nhận một cách rất thẳng thắn, và lần đầu tiên có lẽ là ở mặt thể chế đấy là quy định rõ là cần phải có một cái quy hoạch để nó tạo ra một cái lượng cầu hài hòa giữa bất động sản các loại khác nhau, bao gồm là bất động sản công nghiệp, bất động sản nhà ở xã hội, bất động sản nhà ở thương mại, rồi bất động sản y tế. Phần tiêu đề một cái bạn Zalo cho số đấy, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết lên cho anh em. Em đã test đầy đủ chức năng rồi, duy nhất là cửa A không chạy là bán giá thanh lý, còn cửa B chạy ok, còn radio giá chỉ bằng tiền một con giá một con đài cỏ, một con đài radio cỏ. Các bác lưu ý là thanh lý các bác không mặc cả nữa các bác nhá, giá em là lỗ rất nhiều rồi. Video đã ra là em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em những video tiếp theo nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.